Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay kênh Đồ Vũ Vân Nguyễn sẽ video cho các bạn cái quá trình về hàng của hai cây gỗ gõ đỏ Pachi. Lần này là hai cây gỗ gõ đỏ Pachi sẽ về với xưởng của anh Công ở bãi ổi Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang các bạn nhé. Hai cái cây gỗ gõ Pachi này có đường kính khá là lớn. Một cây vanh hơn 300 và một cây là vanh hơn 400. Cây vanh hơn 400 kia thì chiều dài chỉ khoảng 5m2 thôi. Còn cái cây mà đây này, mình đang quay đây này, thì nó có chiều dài hơn 10m cơ và vanh hơn 300 và nó thẳng như cái bút chì luôn. Vân sẽ video cho các bạn từ đầu đến cuối của cây gỗ này ở nhiều góc độ khác nhau để các bạn có thể là ngắm nhìn và định hình được trong đầu xem là mình có nên quyết định mua cây gỗ này hay không. Và cho dù các bạn là những khách hàng ở xa, các bạn xem kênh video của Vân Nguyễn thì các bạn cũng có thể mua hàng được mà không cần phải tới tận cửa hàng các bạn nhé. Vì thực tế là những cái sản phẩm có giới hạn như thế này, các bạn nhìn thấy không, gõ Pachi Limited là những cái sản phẩm có giới hạn như thế này thì không có nhiều. Chính vì thế mà chúng ta phải săn lùng, nó có thể là ở xưởng này, nó có thể là ở xưởng kia, nó có thể là ở bãi này, ở bãi kia, đúng không? Nhưng khi các bạn đăng ký kênh của Vân Nguyễn thì tất cả những cái sản phẩm độc đáo Vân Nguyễn video lên có địa chỉ, có số điện thoại, các bạn chỉ việc liên hệ với chủ cửa hàng để mua thôi. Cái người đang đứng trên chiếc container kia đó chính là anh Công các bạn nhé. Địa chỉ là làng nghề bãi ổi Dĩnh Trì, thành phố Bắc Giang. Số điện thoại đã có ở trong biển quảng cáo rồi, lát nữa mình sẽ quay lại cái biển quảng cáo một lần nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi vùng quanh cái cây gỗ này ở các góc độ khác nhau để chúng ta nắm được xem là cái cây này giác nó như thế nào, chất gỗ như thế nào, vỏ nó như thế nào các bạn nhé. Thông thường ấy thì khi mà các bạn xem vỏ của một cái cây gỗ, đây này, đây là cái phần da rẻ bên ngoài của nó nhé, thì các bạn cũng có thể đoán được khoảng 70-80% bên trong cái vân của nó sẽ như thế nào nếu các bạn là những người thực sự là chuyên nghiệp về gỗ hay tìm hiểu về gỗ và xẻ nhiều gỗ. Thì các bạn sẽ biết những cái da rẻ nó sần sù lên thì nó sẽ hay có sóng, nó còn gọi là chun. Còn nếu như nó có nu thì bên trong nó sẽ có xoáy. Còn nếu nó thẳng thì nó có thể có vân chỉ hoặc là vân núi, tùy theo. Còn nếu nó càng có nhiều những cái xù xì lên khuyết tật thì vân ở bên trong nó sẽ càng nhiều. Tuy nhiên khi mà chúng ta lựa chọn một cái cây có nhiều khuyết tật ấy thì cái tỷ lệ xẻ ra bên trong, cái tỷ lệ nguy hiểm của chúng ta sẽ cao. Nhưng với một cây thẳng với bút chì như thế này, tỷ lệ nạc sẽ rất cao. Và khi tỷ lệ nạc cao thì các bạn xẻ chắc chắn nó sẽ thắng lợi thôi các bạn nhé. Đây các bạn hãy ngắm nhìn cùng mình nhé, mình sẽ quay ở nhiều góc độ khác nhau. Bây giờ sẽ là quay lại cho các bạn xem cái biển quảng cáo để các bạn có thể lấy được số điện thoại 0912190886. Đây là bãi gỗ của nhà anh Công các bạn nhé. Bãi gỗ khá là rộng ở nhiều phương diện khác nhau. Ngoài ra bên cạnh bãi gỗ chính là cái nhà kiểu mẫu. Tại sao mình lại gọi là nhà kiểu mẫu? Ở đây có mẫu cửa đại, cửa phòng hoặc những cái mẫu bộ ghế sofa ở các loại gỗ khác nhau đều để ở trong căn nhà đó. Các bạn có thể vào xem và tham khảo. Có thể tham khảo tủ bếp này, tủ quần áo này, tham khảo được những cái cánh cửa buồng, cửa đại, rồi cửa đi ở trong đó làm khá là đẹp. Có gì Vân sẽ video cho bạn từng món ở trong đó các bạn nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tập trung phần chính là bây giờ hai cái cây gỗ này đã được hạ xuống bãi rồi các bạn nhé. Đây, đã được hạ xuống bãi rồi. Người ta còn cắt vát một tí ở cái phần đầu của cây gỗ này để các bạn có thể xem cái phần sóng biển chun chun này các bạn thấy không ạ? Đó, cây này thẳng như bút chì. Hai đầu của nó dường như là không có sự chênh lệch lắm về cái đường vanh. Khi các bạn đo vanh thì đương nhiên là các bạn sẽ phải đo ở giữa rồi các bạn nhé. Nếu các bạn mua cả cây có cắt khúc hay không thì chắc chắn là có cắt khúc rồi, làm gì có ai mà đủ tài chính, nhiều người đủ tài chính đến mức mà có thể mua toàn bộ cả một cây gỗ này để cắt khúc, đúng không? Các bạn được phép cắt khúc các bạn nhé. Còn nếu các bạn đầy đủ năng lực về tài chính, các bạn có thể bao thầu mua hết cái cây gỗ này cũng được các bạn nhé. Giá bán các bạn hãy liên hệ trực tiếp với cả anh Công. Sản phẩm và số lượng là limited, có giới hạn, nên là khi mà chọn một cái cây gỗ đẹp như thế này thì các bạn không nên bỏ qua và các bạn nên tranh thủ tìm hiểu và nên có cái quyết định sớm.
phẩm hiện nay nó không nhiều mà nên có quyết định sớm. Bây giờ những cái cây này đang được xoay chiều để làm sao để ở trên mặt bãi nhìn nó bắt mắt nhất, nhìn nó đẹp nhất các bạn nhé. Và bây giờ các bạn ơi, mình đang đứng cạnh cây gỗ đây rồi, chào các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình rất là nhiều. Hãy cùng nhau ngắm nhìn một lần nữa. Các bạn nhìn thấy Vân Nguyễn chưa? Vân Nguyễn chỉ cho bạn cây gỗ này. Đó, đây là một cây này. Sang cây tiếp theo nha. Đây, cây tiếp theo này nó to hơn, vanh nó hơn 400. Nhưng mà chiều dài chỉ có 5m2 thôi các bạn ạ. Đó, hôm nay Vân Nguyễn cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh cho Vân Nguyễn các bạn nhé. Tất cả những sản phẩm mà Vân Nguyễn muốn giới thiệu với các bạn thì đều là những cái sản phẩm của bãi gỗ nhà Vân nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.